Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Tranh. Mình bén duyên với lại thực phẩm chay đến bây giờ là được gần 5 năm. Và bén duyên với lại thực phẩm dưỡng sinh là khoảng 4 năm, hơn 4 năm một chút. Không hiểu tại sao mà mình lại bén duyên nhanh như thế. Thì ngược dòng thời gian trở lại, lúc mà mình tiếp cận được cái thực phẩm này ấy, đó là khi mà mình mở một cái siêu thị về thực phẩm. Thì khi mình mở siêu thị về thực phẩm ấy, thì mình chỉ là người mà đầu tiên mình nghĩ về phần kinh doanh, và mình thấy là người ta cần ăn sạch, cần uống sạch, cần ăn chay thì mình mở thôi, chứ mình cũng không biết là mình làm cái đó để làm gì cả. Và mình chỉ biết một cái điều đơn giản, đó là về lợi nhuận kinh tế và xu hướng thị trường. Nhưng mà khi mà mình tham gia tìm hiểu nó, thì cái thời gian trước khi mình tham gia tìm hiểu đó, mình là một giáo viên giảng dạy về môn dinh dưỡng trẻ em. Thì mình có nghiên cứu về cái thực phẩm, về cái dinh dưỡng, nhưng mà nó chỉ ở trong phạm trù dinh dưỡng của trẻ em thôi. Nhưng đến khi mà mình mở cái siêu thị ra thì mình nghiên cứu nhiều hơn nữa. Và một ngày đẹp trời mình gặp một người bạn, và bạn ấy nói rằng bạn nên bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm dưỡng sinh, thực phẩm sạch. Và thế là mình nghiên cứu nó. Thì cũng cái thời gian đó mình đi kiểm tra sức khỏe thì mình bị hở van tiếp 2. Và cũng rất là buồn. Khi mình về thì rất là buồn, nhưng mà cũng không biết cách nào giải quyết. Và bắt đầu mình tìm hiểu cái dưỡng sinh. Và lúc này thì mình chuyển, dần dần chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Và cái ăn chay của mình thì mình rất là kỹ, đó là mình ăn chay sạch, mình ăn gạo sạch, rau sạch. Mình ăn chay được khoảng gần 4 tháng thì mình lại tiếp tục bén duyên ăn dưỡng sinh. Và mình ăn dưỡng sinh khoảng hơn 2 tháng nữa. Và ăn dưỡng sinh thường xuyên như vậy khoảng hơn 2 tháng nữa. Thì lúc đấy là khoảng tầm độ gần 7 tháng, là hơn 6 tháng. Thì mình đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đó là mình đang làm việc trong nhà nước. Và trong cái thời kỳ nhà nước cho mình đi kiểm tra sức khỏe. Và không thể tưởng tượng được là sức khỏe của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Hở van tim tự dưng biến mất. Đó là một điều kỳ diệu. Và mình thấy rằng là có lẽ là dưỡng sinh và chay đã giúp mình khỏe mạnh. Thì lúc này thì mình lại càng nghiên cứu sâu hơn nữa về thực phẩm dưỡng sinh. Và trong cái quá trình nghiên cứu như vậy, ăn như vậy, thì những cái bệnh khác nữa, như là trước kia mình hay có cái căn bệnh cứ trái gió trở trời thì mình bị nổi dị ứng. Đến khi mình ăn tự dưỡng sinh một thời thì mình không bị nổi dị ứng. Thứ hai nữa là mình hay nói nhiều, tại vì cái nghề của mình nói nhiều, thì ăn một thời rồi cũng không có bị viêm họng hạt nữa đó. Và có rất nhiều những cái bệnh mà như là cảm, sổ mũi, đau đầu, hay là lâu lâu có nhức mỏi trên cơ thể thì đều không bị. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và có một cái thành công của mình trong cái phần chia sẻ dưỡng sinh cho các những người bạn, thì cũng sử dụng vào cái phương pháp dưỡng sinh của mình. Mình đã giúp cho một người bạn, đó là một người em, vừa là một người em vừa là người bạn, bạn ấy bị viêm gan siêu vi B, bạn ấy khỏi bệnh. Bạn ấy sử dụng thực dưỡng và ăn uống rất là kỹ về phần thực dưỡng thì bạn đã khỏi trong vòng gần 7 tháng. Bạn đã hoàn toàn khỏi bệnh. Với là một người bạn nữa là bị viêm xoang mũi. Bạn cũng sử dụng thực dưỡng theo cái phương pháp mà mình đã biết từ những người bạn và từ sách vở, từ nghe video, rồi nghe đài của thầy Tích Tuệ Hải và xem sách của Dương Tiên Sinh Osawa viết, thì những người bạn của mình đã khỏi bệnh, hoàn toàn khỏi bệnh. Chính vì thế mà mình rất là yêu thích về cái ngành thực dưỡng. Bên cạnh đó thì nghiên cứu về nó thì không ngừng cải tiến. Tại vì sao? Tại vì mình phải nấu ăn thực dưỡng. Ăn thực dưỡng, mình nghiên cứu, mình biết mà mình không nấu ăn thì nó vô ích. Cho nên mình đã có rất là nhiều những món ăn có thể giúp cho các bạn
tự nấu ở nhà được, mà hoàn toàn bằng rau củ, hoàn toàn bằng những cái thực phẩm tự nhiên hàng ngày mà các bạn đang ăn. Tất cả những cái thực phẩm hàng ngày mà các bạn đang ăn nó đều là thuốc, nhưng mà các bạn nếu như các bạn không biết cách áp dụng để làm sao nó cân bằng với nhau thì nó chưa phải gọi là một cái món ăn để trị bệnh, mà vô tình mình chỉ cần chú tâm đến một tí xíu thôi là các bạn có thể sử dụng cái món ăn đó làm thành một bài thuốc, vừa là ăn nuôi dưỡng cơ thể, vừa là trị bệnh cho mình. Đến với lại khóa học này thì tôi rất mong muốn được chia sẻ với các bạn những cái phương pháp, những cái cách sử dụng tất cả các loại thực phẩm về thực vật để trị bệnh, và cũng là để dùng làm cho các món ăn yêu thích. Đôi khi các bạn nghĩ rằng là nấu món ăn chay rất là khó, hay là nấu món ăn dưỡng sinh cũng rất là khó, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đơn giản thôi, thực sự đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng rau củ và chúng ta sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Dưỡng sinh là gì? Dưỡng sinh là hợp lý. Cân bằng âm dương là gì? Cân bằng âm dương cũng là hợp lý, chứ không phải là sâu xa là cân bằng âm dương là âm là ở trên trời nào đó, hay là dương là ở phải giữa âm ti nào đó, âm là ở giữa âm ti nào đó, hoặc là dương là ở trên trời nào đó. Không phải. Mà cái âm dương ở đây trong thực phẩm có nghĩa là các bạn chỉ cần nấu làm sao mà cái món ăn của mình nó hòa hợp với nhau, cái gia vị nó hòa hợp với nhau, và tất cả những cái món ăn của mình làm sao mà nó cái thực phẩm đưa vào trước và đưa vào sau nó không bị trội nhau, đó là cân bằng âm dương. Thứ hai nữa là tất cả các cái gia vị, ví dụ như mặn, đắng, chua, cát, chát hay là cay ngọt gì đó, đều phải hòa quyện với nhau, đó là món ăn quân bình âm dương. Về cái nấu món ăn ấy cũng rất đơn giản, các bạn có thể sử dụng được tất cả các loại rau củ quả để nấu. Nếu bạn thông minh hơn một chút thì bạn có thể chế được rất nhiều món từ những cái món ăn mà tôi đã chỉ cho các bạn. Rất mong các bạn sau cái khóa học này, rất mong các bạn ứng dụng những cái phương pháp của tôi đang chia sẻ, và có thể đọc thêm sách báo, tìm hiểu thêm sách báo về cách nấu ăn chay, nấu ăn thực dưỡng để làm phong phú cái món ăn của gia đình mình, tăng thêm độ hạnh phúc của gia đình và đảm bảo sức khỏe cho mình. Rất là mong muốn các bạn là theo dõi nhiều hơn nữa, và có thể là phản hồi với chúng tôi nếu chúng tôi chưa có đáp ứng được những nhu cầu, hoặc là các bạn còn thắc mắc gì hãy gọi về cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn.